Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2020, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay, mời quý vị theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau. Đức Hòa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12. Tổ phòng dịch COVID-19 tại khu dân cư. Trong phần tin thế giới, Nga sẽ đi đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc 29, 30, 31 tháng 7 năm 2020, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Hòa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Trần Văn Cần và đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện và 230 đảng viên đại diện 42 cơ sở đảng trên địa bàn huyện tham dự. Trong ngày làm việc thứ ba, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới gồm 41 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư huyện ủy tại đại hội. Tại phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban thường vụ huyện ủy. Đồng chí Văn Nhân Duy tái đắc cử bí thư huyện ủy. Đồng chí Lê Trường Chinh, đồng chí Vũ Hồng Hạnh được bầu giữ chức vụ phó bí thư huyện ủy. Đại hội cũng thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Hòa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2021-2025 từ 15,5% đến 16%, chương trình huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu, các xã vùng ven sông Dàm Cỏ Đông và các xã công nghiệp trên địa bàn huyện. Chương trình nâng cao hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Ba công trình trọng điểm của đại hội gồm cơ bản hoàn thành đầu tư mới trục đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa, hoàn thành đường kênh cầu Duyên đoạn từ đường 3 tháng 2 đường Nguyễn Thị Hạnh, hoàn thành đường Ba Sa - Gò Mối đoạn từ đường Hồ Chí Minh vòng xoay Gò Mối và chỉ tiêu quan trọng khác. Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 3 khóa 9 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Trương Văn Nọ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động toàn dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, hạn hán và xâm nhập mặn trong những tháng đầu năm nay ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân các huyện vùng hạ của tỉnh, để giảm bớt khó khăn cho người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ người dân tiền và hàng hóa trị giá trên 9 tỷ đồng. Đã phân bổ chuyển đến những địa phương bị thiệt hại và người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các địa phương tự vận động và tiếp nhận hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong đó có thẩm tra, kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã trong việc đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường vai trò giám sát của mặt trận trong xây dựng nông thôn mới. Để cuộc vận động quỹ về người nghèo đạt hiệu quả thực chất, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức tháng cao điểm về người nghèo năm 2020 và triển khai chương trình Tết về người nghèo năm 2021, thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội, vận động xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững. Nhằm thực hiện tốt đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh, Trường Cao đẳng Long An và Công ty trách nhiệm hữu hạn ESUKAI thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết hợp tác toàn diện về liên kết đào tạo nghề giới thiệu Việt Nam trong và ngoài nước cho người lao động. Tham gia lễ ký kết có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa. Nội dung của chương trình ký kết hợp tác gồm đào tạo cho đối tượng có định hướng đi làm việc tại Nhật Bản, đồng hành đào tạo chuyên môn ngoại ngữ tiếng Nhật, định hướng tốt nghiệp làm việc tại Nhật Bản, đào tạo bổ sung kiến thức cho sinh viên năm cuối có nhu cầu đi thực tập 1 năm tại Nhật Bản, đào tạo nghề ngắn hạn chuyên ngành điều dưỡng, hộ lý, giới thiệu việc làm trong nước và các khóa huấn luyện kỹ năng ngắn hạn. Mục đích của việc hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị nhằm kết nối cho học sinh sinh viên tốt nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh có cơ hội đến Nhật Bản làm việc, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đánh giá cao hồ sơ năng lực của công ty trách nhiệm hữu hạn ESO2, đồng thời yêu cầu trường cao đẳng Long An và công ty trách nhiệm hữu hạn ESO2 cần thực hiện đúng nội dung trong bản hợp tác toàn diện, nhanh chóng đưa chương trình hợp tác đi vào thực chất. Đặc biệt chú trọng đào tạo tay nghề và ngoại ngữ, vừa tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, vừa góp phần vào công tác giảm nghèo và thu hút đầu tư cho tỉnh nhà. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Người Mù tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa khẳng định, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cấp hội người mù củng cố và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Chia sẻ những khó khăn trong hoạt động hội người mù trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đề nghị hội người mù tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hội, tập trung củng cố tổ chức hội, phát huy các hoạt động về công tác đời sống sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người mù. Nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên hội người mù đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đề ra, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên và người mù vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hoạt động hội người mù các cấp ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 6 lớp dạy đàn và vi tính cho 75 hội viên, đồng thời đưa học viên đi học massage tại thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 16 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, trong đó ông Trịnh Văn Được tái đắc cử chủ tịch hội. Dịp này 7 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù, 6 tập thể và 10 cá nhân được tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Thưa quý vị, sau 3 đêm tranh tài, hội thi đơn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp. Hội thi khép lại ban đêm chung kết và trao giải diễn ra vào tối qua, ngày 31 tháng 7. Hội thi năm nay có sự tham gia của 160 thí sinh với 138 tiết mục đơn ca về chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh liệt sĩ cũng như những thành tựu về kinh tế xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau thời gian tranh tài, ban giám khảo chọn ra 33 tiết mục vào đêm chung kết. Các tiết mục dự thi năm nay được đánh giá phong phú và có nâng cao về chất lượng, được chuẩn bị chu đáo. Các thí sinh tham gia đa dạng về độ tuổi, có nhiều nhân tố trẻ. Kết thúc hội thi, huyện Thủ Thừa đoạt giải nhất toàn đoàn, ban tổ chức cũng trao các giải nhất nhì ba cho các phần thi. Bài bản tài tử, phần thi độc tấu, phần thi nhịp 16, phần thi giọng cổ nhịp 32 và phần thi các bài ngữ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho các tiết mục chủ đề nông thôn mới, chủ đề về mẹ Bác Hồ, thương binh liệt sĩ, cùng các giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất và tác phẩm sáng tác về nông thôn mới hay nhất. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản, tăng thu nhập cho thành viên, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Lức mạnh dạn đổi mới, áp dụng hình thức sản xuất an toàn, hiện đại để phát triển bền vững. Được thành lập từ năm 2015, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Lức là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng cơ giới và khoa học kỹ thuật trong canh tác chanh như tưới bét phun, phun thuốc hàng ngày, trồng thảm cỏ giữ nước trong giai đoạn hạn mặn. Hàng năm, hợp tác xã thu hoạch hàng trăm tấn chanh phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước. Nói chung thì khu này ngày xưa toàn là trồng mía không à. Mía thì thất thu quá rồi, chắc có lẽ thì ai cũng đều biết đó rồi. Mía thì dùng bây giờ rồi, người ta bỏ hết rồi, quá thu lỗ nặng bây giờ. Nói chung dùng này bây giờ toàn là bộ lên mô hình trồng chanh hết. Trồng chanh rồi các thứ, rồi trồng mai, các thứ, mai ít, chanh nhiều, khu này. Cái hiệu quả cái chanh là nói chung hiện tại, nói chung thời buổi bây giờ, nói chung hiệu quả cái chanh là tuyệt vời rồi. Trong ngoài khu đất này thì ngoài ra cái chanh thì không có cây gì bằng hết nữa. Trong tổng số 50 hectare đất canh tác, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Lức có khoảng 15 hectare trồng chanh bông tím, còn lại là chanh không hạt, chủ yếu xuất khẩu. Không chỉ chú trọng trồng trọt, hợp tác xã còn mạnh dạn phát triển các dịch vụ trước và sau thu hoạch, trong đó có dịch vụ tưới tiêu, mua bán giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và đặc biệt là hình thức kinh doanh ăn uống. Trong đó, mô hình cà phê luận đàm nhà nông là một trong những điểm nổi bật thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thì nông dân ở đây thì người ta trồng, có người trồng chanh không hạt, có người trồng chanh bông tím, rồi có người trồng thanh long. Thì nên là anh em sẽ tạo một cái sân chơi để cho họp mặt cuối tuần gì đó, cho anh em trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nông dân bây giờ là không như ngày xưa nữa, là người ta là đã tìm tòi khoa học kỹ thuật rồi canh tác cho nó hướng nào nó hiệu quả nhất. Vì vậy là phải ngồi lại với nhau, liên kết lại với nhau để tìm ra được một cái hướng đi
mà tối ưu nhất cho người nông dân thôi. 5 năm qua, hợp tác xã đã đưa cơ giới hóa nông nghiệp vào sản xuất, nhưng mới triển khai cho 25 hectare và sẽ tiếp tục được mở rộng cho phần diện tích còn lại. Bước đầu, hợp tác xã đầu tư máy cô be, xe xịt thuốc và xe tải để phục vụ các khâu trong quá trình canh tác. Chúng ta đã có thu nhập. Thứ nhất là chúng ta thu từ vườn. Cái thứ hai, một ngày chúng ta đã có chanh của chúng ta đã ra thị trường. Và là dịch vụ cà phê của chúng ta đã phát huy. Thì có 3 cái này thì bắt đầu chúng ta sẽ có lợi nhuận. Hướng hợp tác xã sau này sẽ có thêm một cái dịch vụ. Đó là cái dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp. Tức là mình sẽ có một cái hệ thống cu be đi lên liếp, rồi bố trí vườn, xây dựng vườn để mở rộng ra cho những cái thành viên và thành viên liên kết và bà con có nhu cầu là mình sẽ đưa cơ giới vào để mình làm theo hệ thống giống như hợp tác xã đang làm. Trong giai đoạn tiếp theo, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Lức tập trung phát triển hệ thống trồng trọt cơ giới hóa, tự động hóa, đồng thời liên kết với các hợp tác xã trong khu vực nhằm hướng tới xây dựng thành công hợp tác xã đa ngành nghề. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7 năm 2020, tỉnh ủy Long An có công văn số 3174 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Quán triệt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại điện ngày 28 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, nhất là sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bí thư các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch địa bàn quản lý, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không được gây hoang mang, mất ổn định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng địa phương, nhất là các huyện biên giới, tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả tình trạng người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép qua đường biên giới của tỉnh. Tiến hành tập trung tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép đưa vào khu cách ly, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan tới việc đưa người, giới chấp người nhập cảnh trái phép. Địa phương nào không phát hiện để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn, thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện công văn này. Thường xuyên hướng dẫn tổng hợp các hoạt động, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết. Thông báo về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người ngày 30 tháng 7 năm 2020, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Long An Sigaro, Bệnh viện Tân Tạo, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An khẩn trương triển khai các nội dung sau. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 3421 và công văn số 3421 ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc khẩn trương và tăng cường kiểm soát lây nhiễm phòng chống dịch COVID-19. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động rà soát về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, trang phục phòng hộ, vật tư y tế đảm bảo sẵn sàng cho phòng và chống dịch COVID-19, củng cố khôi phục các yêu cầu về phòng khám sàng lọc và khu cách ly theo quy định, thực hiện phân luồng đối với người đến khám bệnh, rà soát người bệnh nội trú đã nằm viện trước đây có vào vùng dịch tễ, theo thông báo của Bộ Y tế để cách ly kịp thời. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về mang khẩu trang, rửa tay và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Các bệnh viện hạng 2, Bệnh viện Đa khoa Long An, 3 bệnh viện đa khoa khu vực khẩn trương rà soát lại điều kiện tiếp nhận điều trị ca bệnh, ca nghi ngờ và sẵn sàng điều trị, cách ly ca bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cập nhật thường xuyên danh sách người vào các địa điểm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế để cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày, tổ chức lấy mẫu,
vận chuyển mẫu xét nghiệm khi có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp theo công văn số 4425 ngày 28 tháng 7 năm 2020 và kết luận tại cuộc họp ngày 30 tháng 7 năm 2020. Tất cả các trường hợp có đến địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế phải được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm khi có chỉ định theo hướng dẫn, cung cấp thông tin tuyên truyền đến các cơ quan truyền thông và hướng dẫn các địa phương thực hiện truyền thông tránh hoang mang trong cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa Long An chuẩn bị sẵn sàng nhân sự, hóa chất, vật tư đảm bảo cho công tác xét nghiệm COVID-19. Trước mắt thực hiện xét nghiệm real-time PCR đối với tất cả các trường hợp ca nghi ngờ và người cách ly tập trung, các trường hợp khác xét nghiệm bằng test nhanh nếu có chỉ định giám sát sàng lọc, khi dương tính được chuyển sang real-time PCR để khẳng định. Các trung tâm y tế ngoài chức năng điều trị thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật về cập nhật danh sách người về vùng dịch, theo dõi sức khỏe người được cách ly, tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, phối hợp các ngành tham mưu ban chỉ đạo huyện trong việc tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung, đặc biệt là đối với chuyên gia nước ngoài, người lao động có tay nghề cao được Ủy ban nhân dân tỉnh cho nhập cảnh vào Long An. Công tác báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 thực hiện chế độ báo cáo ngày theo hướng dẫn riêng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung trên. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã thành lập các tổ phòng dịch trong cộng đồng. Với việc huy động sự tham gia của người dân, đây được xem là giải pháp để góp phần vào công tác phòng chống dịch hiệu quả, cũng như kiểm soát và hạn chế nguồn lây ra cộng đồng. Kiểm tra sức khỏe hàng ngày, theo dõi giám sát y tế người dân trong 14 ngày, hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu của COVID-19. Đây là công việc chính của tổ phòng dịch COVID-19 khu dân cư Đa Phước 6, phường Hòa Hiệp Bắc, nơi có ca bệnh 416 dương tính với virus SARS-CoV-2. Khai báo cụ thể từng người trong gia đình và nếu có hiện tượng sốt ho thì là có số điện thoại của ban chỉ đạo đã ghi trong danh sách rồi, cần thiết là điện ngay chính quyền địa phương, các ban ngành thể kết hợp người ta đến tuyên truyền, mà ta đi từng nhà và người ta là phổ biến cụ thể, đi ra ngoài chúng tôi đều là giữ cái khoảng cách theo cái quy định của Thủ tướng Chính phủ cũng như là giãn cách xã hội. Với phương châm chống dịch như chống giặc, tổ phòng dịch đi từ ngõ gõ từng nhà hơn 132 hộ dân, tổ thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của từng thành viên trong gia đình và người dân khu nhà trọ trên địa bàn khu dân cư. Nếu có diễn biến bất thường, đại diện tổ báo cáo ngành chức năng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tiến hành cách ly hạn chế nguồn lây ra cộng đồng. Chủ yếu là dựa vào nhân dân ở khu vực chính thống ở ngay cái địa điểm xảy ra cái vụ dịch này. Như vậy thì người ta hiểu tường tận hơn. Bà con người ta họ sinh sống hiểu tường tận là đi đứng như thế nào. Nên cái việc mà đưa vào để mà một số khu dân cư, một số người để mà chọn để đưa vào là nhân dân rất là đồng thuận. Đối với tổ dân phố ủng hộ rất tốt. Mình sẽ kiểm tra được tất cả những hộ dân và nhà trọ ở trong tổ. Mình không bỏ sót từ khi là họ chuyển hộ hoặc là họ đi về quê thôi. Do lúc này, những công việc mà các tổ dân phố ở phường Hòa Khánh Bắc đã và đang làm kể từ khi thành phố ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng đã được người dân đồng thuận và tiếp tục cuộc sống trong trạng thái mới. Đây cũng là cách để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Thông báo về việc quản lý và giám sát người về từ vùng dịch COVID-19. Trong quá trình theo dõi giám sát người tự cách ly sau khi từ vùng dịch COVID-19 về Long An, đặc biệt là Đà Nẵng và các địa điểm do Bộ Y tế thông báo khẩn. Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bệnh viện Đa khoa Chuyên khoa Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau. Đối với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, tổ chức theo dõi sức khỏe hàng ngày những người từ vùng dịch trở về, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và người có quyết định cách ly tại nhà. Trường hợp tiếp nhận thông tin trường hợp người đang cách ly có vấn đề về sức khỏe,
trung tâm y tế tuyến huyện, cử đội phản ứng nhanh của huyện điều tra dịch tễ và thăm khám xác định bệnh theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Trước khi chuyển viện phải liên hệ trước đến cơ sở tiếp nhận bệnh để chuẩn bị tốt công tác tiếp nhận điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn. Tham mưu ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt các ngành đoàn thể trong địa bàn giám sát kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khi phát hiện trường hợp có cán bộ công chức viên chức vi phạm báo cáo về cơ quan sử dụng người lao động, trường hợp đã cách ly tại nhà nhưng không thực hiện đúng thì trình trưởng ban chỉ đạo cấp huyện cưỡng chế đưa vào cách ly tập trung theo quy định. Trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà không thực hiện đúng thì tham mưu trưởng ban chỉ đạo cấp huyện, chỉ đạo cấp xã ban hành quyết định cách ly tại nhà. Đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc theo dõi sức khỏe của những người tự theo dõi sức khỏe tại nhà, cách ly tại nhà và báo cáo kết quả theo dõi sức khỏe hàng ngày theo quy định. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện đa khoa khu vực, chỉ tiếp nhận điều trị ca bệnh nghi ngờ COVID-19, ca dương tính sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ sở chuyển bệnh. Đối với các bệnh viện chuyên khoa, khi phát hiện ca nghi ngờ COVID-19 trước khi chuyển bệnh viện đa khoa tỉnh, phải liên lạc trước và điều tra dịch tễ theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.